Tôi xin chào tất cả các em cầu thủ đam mê cá từ mọi miền tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip về một lô cần kiện nhật nha anh em. Thì lô này gồm 19 cây thì trong đó có những cây máy đứng và những cây máy ngang đến từ thương hiệu Shimano, Daiwa, Majorap, Daiko. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán đó. Nếu hàng lỗi không giúp em lên đó, thì sẽ ăn lại. Rồi cảm ơn anh em. Cái thứ nhất tham khảo nha mọi người. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây Ken nha anh em. À, một cây Ken. Thì cái này nó còn full túi nha mọi người, full túi luôn. Đây. Ocean luôn. Ken cắt. Cái này thì em lấy tại cửa hàng. Đó, ngoại hình nó bao mới chính em luôn. Đó. Đây, sờ kỹ cho anh em. Rất là mới luôn. Phen là phen Fuji Sitgon nha anh em. Đó, Fuji Sitgon, đóng chữ Fuji rõ ràng. Đó. Cần thì cái xước sát ngoại hình thì gấp ít luôn. Đó, hình như là không có luôn nha mọi người. Đó. Rất là mới luôn, không chạy vào đâu được hết. Đó, tem sức đầy đủ. Thì cái này theo đo thì nó tải mồi ra tầm khoảng 50 gram nha anh em, rất là cứng nha. Đó. Vì cái em chỉ có túi với cần thôi nên không có thông số của nó. Thì cái này cứng ra tầm khoảng h nha anh em, ra tầm khoảng h. Thì cái này nặng là 288 gram, đọt là 2.5 ly. Thì cái này dài là 2m28 nha anh em. Rồi giá cây số 1 giá là 2 triệu cộng ship nha, 2 triệu cộng ship một cây số 1. Về chia cho anh em câu lua ra. Đó, săn lóc săn chẽm. Dạng này đánh giá thiệt là khỏi chê. Đó, rất là ok luôn. Đó, câu biển. Rồi, tiếp theo cây số 2 nha anh em. Đó, cây số 2 em lên cho người vẫn là một cây Ken. Đó, cây này vẫn là full túi full hợp luôn. Mà cây Ken này là cây Ken 2 da. Đây anh em, Ken cát này, còn phun túi nha. Thì dòng kem này em về được một cặp, thì có chỉ có một cây có túi thôi. Để em lên cây có túi trước cho anh em. Đây nè, dòng này thì nó sẵn ít nha anh em, carbon sẵn ít, sẵn quẩy cá. Phen này phen full sheet nha anh em, chứ không phải phen gòn giống như cây kia. Đây, thì cây này em cũng lấy tại cửa hàng, ngoại hình cũng còn rất là mới luôn. Đó, ngoại hình cây này ra tầm khoảng 95-94%. Bát là bát full sheet nha anh em, bát full sheet. Phôi là phôi carbon sẵn ít, sẵn quẩy cá mọi người. Đây, đó. Thì cái này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4. Thì cái này nó tải mồi từ 10 đến 48 gram, tải dài từ 8 đến 20 lb. Cây này độ cứng nó ra tầm khoảng MH nha anh em, MH. Carbon sẵn ít, bù bô môi chề. Đó. Đây nè, ngoại hình rất là đẹp luôn. Bao đẹp nha. Thì cái này nặng là 267 gram, đọt là 2.5 ly. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 42 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb. Rồi giá cây số 2 giá là 2.1 triệu nha anh em, 2.1 triệu cây số 2. Vì cái này nó còn túi. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 với cây số 2 nó cùng thông số với nhau. Đó, lấy chung một cặp, nhưng mà một cây về có túi, một cây về không túi. Đây, sẵn ít nha anh em. Ngoại hình thì nó vẫn lung linh, hai cây như nhau. Đó, phen là phen xít. Đó, Fuji xít. Phôi phôi carbon sẵn ít. Bát là bát Fuji. Rất là đẹp luôn. Không thể chê vào đâu được. Cây này về cho anh em đánh lóc, đánh giá thiệt là hết chê rồi. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó, Ken cát. Rồi, giá cây số 3, giá là 2 triệu nha anh em. Nó không có túi. 2 triệu. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây hàng thuộc dạng siêu phẩm. Thì cây này một cây cần đai qua. Đó, dòng cần đai qua Phantom. Đây nè. Rất là đẹp luôn. Phen vẫn là phen Fuji Sheet nè, phen Fuji Sheet trắng đen. Bát là bát đai qua. Phôi là phôi carbon. Đó. Cần rất là mới luôn anh em. Phen đề ba là phen 40 anh em. Đó, Fuji 40 Sheet nha. Đó. Bu là bu môi chè nha anh em, bu xích môi chè. Thì cái này độ cứng MH nha anh em, cái này độ cứng MH, dài là 2m58. Thì cái này nó tải mồi từ 21g đến 80g, tải dây từ 14 đến 40 lb. Hàng của Taiwan xuất Nhật, mã code đầy đủ anh em, rất là đẹp luôn. Thì dòng này về bao cho anh em đánh lóc luôn, đánh lóc đánh giá thiệt, bao cảo luôn nha anh em. Đó,
rất là đẹp luôn. Em có một cây 3 mét em bán cho một anh ở Đắk Lắk về đánh lóc bao lên, nó đóng một cái là cá bay lên luôn. Thì cái này nặng là 340 gram, dạ đọt là 2 ly 5, dài là 2m58. Rồi giá công khai cây số 4 giá là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cây số 4. Tiếp theo là cây số 5 nha anh em. Đó, tiếp theo cây số 5 thì vẫn một hàng siêu phẩm, hàng trưng bày đó. Bát là bát tay qua, hàng này hình như là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó thì cây này vẫn là một cây tay qua phong tâm đây, tay qua phong tâm thì cái này dài 2m7, độ cứng là M, độ cứng này cực kỳ chuẩn cho anh em đánh lóc nha anh em, đánh lóc đánh nhớ thiệt. Dạ anh em muốn đánh mà có cảm giác có độ nảy á, đây bù bù chống sắn, bù là bù xít nha anh em, bù xít mau chày phèn nữa đây, đó phèn phu xít xít nha anh em, phèn đời 340 nha, rất là đẹp luôn. Đây miếng bao ni lông chỗ này nó chưa lấy ra nữa nha anh em, đó đây cũng vậy, miếng bao ni lông ở đây nó chưa, người ta chưa lấy ra nữa. Đó, nguyên xin từ Nhật về nha anh em, không được cần ở đây đó. Rất là ok, bộ phen cực kỳ chuẩn nha. Thì cái này nặng là 300 gram, đọt là 2 ly, thì cái này nó tải mồi từ 14 gram đến 50 gram, tải dây từ 12 đến 30 lb, tầm khoảng 15 kg. Thì cái này dài 27, giá công khai cây số 5, giá vẫn là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cây số 5, rất là đẹp luôn, hàng hết chê tao được. Rồi, tiếp theo cây số 6 thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây đến từ thương hiệu Shimano. Đó. Thì cái này một cây 3 khúc nha anh em, cây 3 khúc dài 2m7, chất liệu là liệu carbon, phen là phen Fushisit. Đây, đó, phen Fushisit nè. Bát là bát Fushi sim. Đó, bát Fushi tem vàng. Đây nè, phen xít nhá. 3 khúc. Bu là bu chống sắn nè, bu chống sắn. Đầu cần này nó được đi chỉ rõ ràng hết nha mọi người, rất là đẹp luôn. Thì cây Shimano này thì dài 2m7 nha anh em, dài 2m7, độ cứng là M. Thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 42 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb. Thì nó tải dây be á, thì be từ be 0.8 đến be số 3 nha anh em. Đó, be số 8 be đến be số 3, 3 khúc. Rất là đẹp luôn. Đó. Phen xít nha anh em, phen xít, phen này đánh anh em đánh lóc khỏi chơi, đánh lóc đánh chẽm sân hàng. Đó, 3 khúc rất là gọn, nhỏ gọn tiện nha anh em. Thì cái này nặng là 225 gram, dài 27, đọt là 1 ly 6. Giá công khai cây số 6 giá là 2,4 triệu nha anh em, 2,4 triệu cây số 6. Càng rất là đẹp nhé. Đó, 3 khúc rất là tiện luôn. Shimano. Thông số đây. Tiếp theo là cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây dòng Smith. Đó, dòng Smith. Thì cây Smith này dài là chỉ có 2m1 nha anh em. Dài 2m1. Thì dạng này về cho nên đánh nháy hơi, câu chẽm. Câu trên tầm anh em, rất là tiện luôn. Đó, phen là phen xít anh em, phen xít. Thì cái này nó tải mồi từ 6 đến 21 gram thôi. Nó tải dây từ 4 đến 12 lb. Ngoại hình tương đối sạch sẽ mới nha anh em. Đó. Bu là bu bu xít mau chè nha. Phen này phen Fushi xít. Bát là bát Fushi, đó, Smith. Thì cái này nặng là 444 gram, đọt 1 ly 8, dài 2,1. Tải mồi từ 6 đến 21 gram, tải dây từ 4 đến 12 lb, giá công khai là 2 triệu cây số 7. Tiếp theo là cây số 8. Thì cây số 8 em lên cho người vẫn là một cây Smith, hàng lấy tại cửa hàng. Còn túi nha anh em, còn túi luôn. Thì cây Smith này em bao mới luôn. Đó. Đó đây. Đây nè, keo chỉ còn nguyên zin nhé. Thì cây Smith này 2m4 nha anh em, 2m4, phen là phen Fushi Sit bóng. Đó. Rất là mới luôn. Bát là bát Fushi Smith. Rất là mới, cần rất là mới luôn, không có chê đâu được. Thì cái này dài 2m4, nó tải mồi từ 10 đến 48 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb, độ cứng tương đương tầm khoảng MH nè, cái này nè dính bụi nè, đó chiều nó ra nè anh em. Đó,
sao gần sao báo quậy với anh em. Đó. Fan cực kỳ ok anh em, keo chỉ còn ok hết, nguyên zin. À, fan là fan Fuji 30. Bu là bu xít nè, bu xít màu chày, cực kỳ đẹp luôn. Anh em cần thì báo em, nếu anh em quay nhanh quá thì anh em báo em chụp hình cận cảnh lại đó, cho anh em xem. Cực kỳ đẹp luôn. Thì cái này nặng là 250g, đọt là 2.3 ly, tải mồi từ 10 đến 48g. Và giá công khai cái này là 2.4 triệu nha anh em. Đó, 2.4 triệu cây số 8. Còn nguyên túi nha anh em, nguyên túi nguyên kiện luôn nha. Rồi, tiếp theo qua bên đây, lóc cần này do Grab. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho người một cây cần mai do Grab. Thì cây này một cây mai do Grab Fanka anh em. Đó, Fanka. Đây, bát là bát Fuji. Thì cái này dài 2m88 nha anh em, dài 2m88. Thì cần nó có xước sát li ti nè. Đó, xước sát li ti nhá. Đây, fan 13 đó đây. Đó. Cực kỳ ok anh em, fan xít nha. Fan xít. Bu là bu chống sắn anh em, bu chống sắn, fan xít, bu chống sắn. Ngoại hình có xước sát li ti. Thì cái này dài 2m88, nó tải mồi từ 15 đến 42g. À, độ cứng em mà tải dây từ BB số 1 đến BB 2.5. à, like từ 8 đến 20 LB. À, tầm khoảng 10 kg. Bát là bát Majorap. À, keo chỉ thì ok hết nha anh em. Đó, đây nó có đằng rằng đây thì anh em bao ok bao chắc nha, không lỗi lầm gì. Cần sao thì em soi cho anh em bị luôn. Đây, nó đây, đó. Thì đánh vô tư nha anh em. Đó, dòng này đánh vô tư. Thì dòng Majorap này chia cho anh em câu gần, câu lóc, à, săn hàng. Cây này dạng cái đầu nảy nha anh em. Đó, rất là nảy luôn. Đó. Thì cái này dài 2m88, đọt 1.8 ly. À, thông số tải mồi em đã đọc từ 15 đến 42g, độ cứng mà. Rồi, giá cây số 9 giá là 2.5 triệu nha anh em, 2.5 triệu cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 em ra cho mọi người quẳng là một cây Majorap. Thì cây này quẳng độ cứng em mờ, fan là fan Fuji Six K. Thì cây này dài 3m nha em, độ cứng em mờ. Hàng quẳng hàng chia anh em câu lóc, câu chẽm, câu gần. Fan là fan ca. Đó. Fan này về em chưa vệ sinh luôn nha mọi người. Cái này lấy cana chùi ra. Bù chống sắn anh em, bù chống sắn. Đây, cây này ngoại hình có xước sát li ti nha mọi người. Đây. Đó, xước sát li ti. Fan nó bị rằn rằn chỗ này nè. Đó. Thì em muốn giữ nó nguyên zin. Mấy cái này em đi keo là cũng được bình thường. Đó. Càng ok anh em. Bát Fuji, bát quẩn. Thì cái này độ cứng M thì nó tải mồi từ 15 đến 24g, từ 42g. Tải dây từ BE số 1 đến BE 2.5. Line số 8 đến 20 LB. Thì giá công khai vẫn vậy, giá công khai cái số 10 giá là 2.5 triệu nha anh em. Đó, đọt cái này đọt 1.9 nha. Tiếp theo cái số 11. Thì cái số 11 vẫn là một cây hàng Majorap. Thì cái này dạng mới nha anh em. Cái này mới, cái này độ ngoại hình nó ra tầm khoảng 95-94% á. Fan quẳng là fan Fusica, độ cứng cái này độ cứng H nha anh em, độ cứng H. Thì độ cứng cái này thì một số anh em câu U Minh, câu gần tràm, rất là thích luôn. Đó. Bát là bát Fusi, Majorap, fan là fan K. Anh em, fan là fan K. Ngoại hình bao mới luôn, em soi chậm cho anh em xem. Keo còn ok hết nha anh em. Đó. Rất là mới, bu chống sắn anh em. Đó, bu chà bá luôn nè. Đó. Đánh dây ra là vô tư luôn á. Rất là đẹp nha anh em. Đó, càng rất là đẹp luôn. Thì dòng này ở bên Nhật á, họ câu sóc vít nha anh em. Đó, sóc vít. Đây thông số anh em, sóc chích con cá đây. Thì cái này độ cứng là độ cứng H, dài là dài 3m.
thì cái này nó tải mồi từ 40 đến 80 gram, nó tải dây PE từ PE 1.5 PE 3.5, thì tải dây lai từ 14 đến 30 lb nha anh em, đó 15 kg, tầm khoảng 15 kg đó. Đây test đầu công đó, thì hàng này cực kỳ ok cho mọi người. Thì cái này nặng là 280 gram, đọt là 2 ly 8, đó đọt là 2 ly 7, dài 3 mét. Rồi giá công khai cây số 11 giá là 3,2 triệu anh em, 3,2 triệu cho cây số 11. Hàng này hàng rất là ok nha mọi người. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 vẫn là một cây cần mai do ráp, thì cây này vẫn mới nha mọi người. Thì cây này nó được độ cái đít này, đây độ đít lọc oxy nha anh em, đây đít zin của nó đây, đó em có cần em so sánh cho anh em xem luôn, đó đít này được mấy nhập độ đây rồi, đó độ là một cái fuji, cần sau thì báo anh em vậy. Thì cây này ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nha anh em, 95-94%, cũng rất là mới luôn. Đây phen này là phen fuji xích bóm nha anh em, phen fuji xích bóm chân đen, bát là bát fuji. Thì cái này dài 2m88 nha mọi người, dài 2m88, cần còn rất là mới luôn nha anh em, cần bao mới với anh em luôn. Thì cái phôi của dòng cần phen bóm này nè, nó sẽ có độ cứng hơn cái phôi của dòng cao này, đó dòng phen cao này đó. Thì em cầm hai cây em test thì em có cảm nhận thế. Thì bu là bu chống sắn anh em, bu là bu phóng chống sắn. Đây, ngoại hình thì bao đẹp nha mọi người, bao đẹp. Thì cái này em bao đẹp thì anh em về kiểm tra, nếu có xước sát nhiều hơn hoặc không giống như em quảng cáo đó, thì anh em cứ trả về cho em. Đó, đơn giản. Nhanh còn lẹ. Thì một số anh em mua hàng nói cần lỗi ok, trả về em rồi xong. Thì cái này dài 2m88. Lua từ 15 đến 42 gram. Lai từ 8 đến 20 lb. Đó, độ cứng mà hàng chia cho đánh lóc nha, đánh lóc đánh nhớ thiệt. Săn hàng. Câu lua, câu gần, câu bạc bảy, câu bờ kè. Thì cái này đọt là 2 ly 1, nặng là 257 gram. Rồi, giá công khai cái số 12, giá vẫn là 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu cái số 12. Tiếp theo cái số 13. Thì cây số 13 vẫn là một cây mai do rắc phen fuji xích bóm, ngoại hình cây này vẫn tơ ra tầm khoảng 95% anh em. Đó. Thì cái này dài 2m88 luôn, em về được một cặp đây, đó về được một cặp đúng luôn. Đây phen ra đây, đó phen chỉ còn ok hết anh em, bát là bát fuji, cần ngoại hình xuất sắc rất là ít luôn. Đó. Cái này dính bụi em chưa vệ sinh nữa nè. Đó. Về mấy cái cần mới này rất là nhẹ luôn anh em, khỏi cần vệ sinh lau chùi hết, cứ đo thông số và dục lên cho anh em mua. Đó. Anh em ưng thì anh em chốt. Thế thôi, cần rất là mới luôn. Thì nó vẫn tải mồi từ 15 đến 42 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb, Mazarab. Độ cứng em mà. Rồi, giá công khai cây số 10, cây số này cây số 14 không ta? Cây số 13. Cây số 13, giá công khai vẫn là 2,5 triệu nha anh em. Đó, 2,5 triệu cho cây số 13, ngoại hình cực kỳ ok nhé. Theo cây số 14 nha anh em. Thì cây số 14 nó còn phun tối phun tối nha anh em. Thì cây này em lấy tại cửa hàng, hàng trưng bày. Lấy về nó còn cái miếng này nữa nè, nó miếng này bọc cây cần đây nè, đó thì em nhét vô, anh em mua thì đóng lại bao gửi cho anh em. Đó. Thì cái này vẫn một cây Mayarab Crotty. Thì cái này độ cứng nó ra tầm khoảng mờ nha anh em, đây thông số lô nó đây. Thì cái này dài là 2m82, nó tải mồi từ 15 gram đến 40 gram, nó tải dây bia từ 0.6 đến 1.5 nha anh em. Đó. Phen fuji, phen này, phen ca, đó. Thì cái này nặng là 178 gram, đọt là 1 ly 9 nha anh em, đọt một ly chín. Thì cái này dòng Mayarab phen dạng đời cao bây giờ mọi người, đó dạng đời cao. Rồi nha anh em, vôi là vôi carbon sẵn nha anh em, đó.
Góc poi của ok hết. Ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Đây mọi người, đó, sóng ít nha. Poi poi sóng ít. Fan là fan chân cao. Đó, fan Pussy. Đó, fan Pussy K nha mọi người. À, bu là bu chống sắn. Thì dòng này về cho anh em câu lóc, câu chẽm, câu đầm, câu mương. Rất là ok luôn. Đó. Hàng bao đẹp nha mọi người. Đó. Không có xước xác gì luôn á. Cái này ngoại hình gì đó là rất là ok luôn. Nó 100% thì không tới thì nó ra tầm khoảng 95-96% nha mọi người. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây. Em nó đây. Đó. Phần cao. Phần ca. Tiếp tục cộng cho anh em luôn. Đó. Rồi. Giá công khai kỳ số cái số 14, giá công khai là 2.6 anh em, 2.6 cái số 14. Tiếp theo em lên cho người là cái số 15, cái 15 em lên cho người vẫn là một dòng mai do rap có ti đây mọi người. Đó thì cái 15 này vẫn một cây Fender, một cây đờ cao carbon x, carbon sẵn x sẵn quần nha mọi người. Đây đó. Cây này cũng còn rất là mới luôn nha anh em. À, cây này cũng còn rất là mới luôn. Fan là fan ca. Còn rất là mới luôn nha anh em. Đây. Fan đây. Đó. Đây. Đó. Rất là ok anh em. Fan là bao lỗi nha. Đó. À, bu bu chống sắn, carbon sắn. Thì cây này dài là để em xem. Cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7, độ cứng M. Đây, nhìn ở góc này thì nó sẵn khỏi chê. Thì cái này nó tải mồi từ 15 đến 40g, tải dây từ dây B 0.8, B 2.5, tải lai từ B từ số 8 đến 20lb. Dòng Maya Rap Cotty, dòng Zinzi Sock Zit nè anh em. Dòng Zit nè. Zit game. Bát bát Pussy mà giật rắp thì cái này nặng chỉ có 157g và 27 bon. Đây chỗ này có dứt xước nè, nó do cỏ phen nha mọi người. Đọt là 2 ly 3. Giá công khai số 15, giá quán là 2.5 nha anh em, 2.5 cây số 15. Tiếp theo là cây số 16, cây số 16 lên cho mọi người quán là một dòng cần mai giật rắp. Thì dòng cần này giá ráp này, dòng cần của Fritex mọi người. Đây, dòng này cho like sóc dít nha anh em. Đó. Thì cái này dài là 2m88 nha anh em, dài 2m88, phen là phen bóm nha anh em, phen bóm. Đây. Ngoại hình cái này cũng rất là ok luôn, nó có xuất sắc dâm nhẹ thôi. Đó. Cán là cán 3 khúc đợt cao, bát là bát Pussy, fan là fan bấm. Đây mọi người, đó, nó có xuất sắc nhẹ nè mọi người, đó. Càng sao thì em báo anh em vậy. À, bu bu chống sắn. Ngoại hình còn rất là ok nha anh em. Đó. Chỉ có xuất sắc nhẹ thôi, không có vết nào nặng hết. Dạng cargo ghĩa thôi. Thì cái nhà em dài 2m88. Nó tải mồi từ 15 đến 50g, tải mồi luôn nhé, thiệt là khỏi chơi. Tải dây bê số 1 bê 2.5 nha anh em. Đó, bê số 1 đến bê 2.5. Thì cái này nặng là 178g, đọt 1 ly 8, dài 2m88. Rồi, giá công khai cây số 10, cây 10 mấy chơi, cây này cây 15, cây 14, 15, 16. Giá công khai cây số 16, giá là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cây số 16. Tiếp theo cái số 17. Cái 17 lên cho người vẫn là một dòng cần mai do rap. Thì dòng này dòng cần phen bóm nha anh em, dòng cần phen bóm. Đó. Thì cái này dài 3m anh em, dài 3m. Đó, phen là phen bóm. Ngoại hình đây nè. So anh em ngoại hình. Rất là ok luôn. Đó, đây, xước xác đây nhẹ nè, đó. Càng xước xác em chịu khó em soi xước xác cái nè, em bấm nha anh em, bù bù chống sắn.
đa phần mấy cái dạng này anh em về anh em đánh nháy thiệt là khỏi chơi, đánh nháy thiệt nháy hơi, đánh đúng thông số của nó là khỏi chạy vào đâu hết, rất là ok luôn. Câu cá măng đó, dài 3 mét này thì anh em có thể đánh gần, đánh bến cảng rất là ok luôn. Thì dạng này dạng sóc vít nha, lai sóc vít, dài 3 mét, nó tải mồi từ 15g đến 50g, tải dây từ be số 1 đến be 2.5 đó. Thì cái này nặng 171g, đọt 1 đi 9, dài 3 mét. Rồi, giá công khai cây số 17, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cây số 17. Tiếp theo cây số 18, thì cây số 18 lên cho mọi người là một dòng cần khá thương hiệu, rất là nổi tiếng luôn, dòng Gamakatsu. Đó. Đầu tiên thì em sẽ soi ngoại hình fan cho anh em. Thì cái này là một bộ fan là fan sheet anh em, đó, fan sheet. Bộ fan trên cao, fan sheet đây. Đó. Dạng phân xích nha nè. Thì phôi là phôi sẵn nha nè, phôi sẵn hai da hai lớp đây. Đó. Dòng gamma này thì phôi khỏi chê đâu được hết. Đó. Nó dạng đỉnh này. Bát là bát Fuji tem vàng. Carbon là carbon sẵn. Đây, đó. Đây nè, đó, nó có chút sức nhẹ nè mọi người, đó, không ảnh hưởng tới phôi nhé. Phèn lên đây. Đó. Fan Fuji Sheet chân cao, bù chống sắn anh em, bù chống sắn rất là đẹp luôn. Đó. Dòng ở trên đây là carbon sắn nè, đó. Rồi là nhắm tay. Thì cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7, độ cứng mờ là, tải mồi lua từ 5 đến 25g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Dòng gamma cao su này về anh em đánh cực kỳ cảm giác luôn, anh em có thể lấy đi câu chép hồi dịch vụ nè, câu cá măng, câu măng, câu cá nhông. Đó, đây test đầu công cho anh em xem đó, câu cá vượt anh em miền Nam là cá chẽm mọi người đó, câu nhá giả nhá hơi rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 148g, đọt 1 đi 5, dài hết 7, giá công khai cái số 18 giá là 3,3 triệu nha mọi người, 3,3 triệu cái số 18. Qua lô bên tay nha anh em, lô bên tay là lô máy ngang nhá, chuyên máy ngang. Thì cây số 19 nha em, từ cây số 19 đến cây số 29 là toàn bán ngang hết nha mọi người. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người một cây Major Grab Laser. Đó. Đây nè, dòng Major Grab. Thì dòng cần này thì em lấy từ Nhật về nha mọi người. Fan là fan Fuji Sheet nha em, fan là fan Fuji Sheet. Bass là bass Fuji. Đó, bass Fuji. Bass rất là đẹp luôn. Đó. Laser. Phèn bấm nè, bù chống sẵn anh em, bù chống sẵn, ngoại hình nó rất là ok luôn nha, nào nha mọi người, ngoại hình rất là ok, không có xước xác gì luôn á. Thì cái này chỉ có một hai lỗi duy nhất, rất là đẹp luôn. Phôi là phôi dạng phôi cargo nè, đó, carbon. Thì cái này đây mọi người, đây. Đắp keo chỗ này á, nó bị chóc này thấy không? Đó, đắp keo chỗ này bị chóc này mọi người, đó. Làm sao cho anh em xem kỹ, thì cần sau thì bảo anh em vậy thôi. Fan thì ok hết nha anh em, fan thì ok hết, không lỗi lầm. Đó, chỉ có lớp keo bị chóc thôi. Ngoại hình thì còn rất là mới luôn. Đó. Rồi, ship đây mọi người. Thì cái này nặng là 137g, đọt là 21, dài là 2m4 nha anh em. Thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 28g, đầu cứng tương đương với MH nha anh em. Nó tải dây từ 12 đến 20 lb. Rồi, giá công khai cây số 19, giá là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu cây số 19. Giá này cực kỳ tốt luôn, nếu anh em không quan trọng ngoại hình với cái chỗ này. Thì về cho anh em đánh lóc là bao phê. Đây, em test đầu công cho nó cho anh em xem luôn. Đó. Thì cần thêm chấp nhận test cho anh em vậy luôn đó. Nó công tới phen thứ 1, 2, 3 luôn đó, test cho anh em xem luôn đó. Rồi, giá công khai cây số 19, giá 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu số 19. Test lại nhúng nè đó. Tiếp theo cây số 20, thì cây số 20 em lên cho người là một cây cần Major Grab. Thì cây Major Grab này thì còn ok hết nha anh em đó, đứt cái tem còn nè đó. Fan là fan Fuji Sheet, fan chân bấm nha anh em đó, bát là bát Fuji đó. Đây, rất là đẹp cái bát luôn.
Thì cái này độ cứng vẫn là MH nha anh em, độ cứng MH. Thì cái này dài là 1m89, 1m89 độ cứng MH. Ngoại hình cái này ok anh em, bu là bu Fuji Xít trắng sáng. Phen là phen bấm đây, phen bấm Xít. Anh em, chỗ này đây, nó không bị gì hết nha anh em. Đó, mọi thứ nguyên zin nha. Cần nguyên zin nha anh em, nguyên zin nguyên kiện. Ngoại hình không có xuất sắc gì nhiều luôn. Đó. Thì cái này nặng là 137g. Đọt dài 1m89, đọt là 2 ly 2. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 28g, đầu cứng MH, tải dây từ 12 đến 20 dB. Giá công khai cây số 20, giá là 2 triệu như này. Giá công khai số 20, giá là 2 triệu. Thì cái này về đánh lóc bao khuê rồi, đánh lóc nó nhớ thiệt đó. Đánh hơn thì anh em cứ đánh đúng thông số của nó là ok đó. Tiếp theo là cây số 21. Thì cây số 21 là một cây hàng đẳng cấp đó. Thì cây số 21 lên cho người là một dòng cần mai do grab. Thì dòng cần mai do grab này của Stitch nha anh em. Đó. Đây. Thì Stitch nó là đẳng cấp khác với mấy dòng cần khác đây. Đó. Fan là fan titan nha mọi người, fan là fan titan. Đây. Fan titan của mai do grab. Bát là bát mai do grab Fuji, bát rất là đẹp luôn. Đó. Anh em, phôi là phôi cargo nha mọi người. Đó. Con rồng nè. Đó, có con rồng luôn. Đây mọi người, đây. Titan nha anh em, đó, titan, phen là phen titan. Chứ em không có bán đại nha. Nó để sau này em nói vậy. À, phôi cargo sẵn bông nè. Đó. À, phen titan cực kỳ đẹp luôn. Bô cũng vậy, bô bô trong sẵn titan. À, phen dẫn titan. Tất cả đều ok. Ngoại hình cái này thì không có xước sát nha anh em, không có xước sát gì nhiều hết. Đó. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Thì cái này dài là 1m6, 1m90, 1m86 nha anh em, 1m86, rất là đẹp luôn. Nặng là 128g. Đọt là 1 ly 7. Thì cái này đầu cứng M, nó tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 10 đến 16 dB. Đó. Thì do cái này nó titan nên giá nó cũng rất là cao nha anh em, giá nó rơi giá nó là 3,5 triệu nha anh em. Đó, giá là 3,5 triệu. Cái số 21 giá 3,5 triệu. Rất là ok anh em. Anh em về đánh lóc sưu tầm. Đó, rất là ok. Đánh cực kỳ phê nha. Thôi nè. Thôi thế này khách chê nha mọi người. Rồi, cái số 21 giá 3,5 triệu. Tiếp theo cây số 22, 23. Cây 2 cây 22, 23 là hai cây chi anh em câu lóc gừng nha mọi người. Lóc gừng, lóc bông. Thì cây 22 là một cây cần dài 2m nốt, đầu cứng là đầu cứng ít, phôi phôi cặp quan sẵn nè, đó anh em có thấy. Bát là bát gỗ nha, bát gỗ mai do grab, bát cực kỳ đẹp luôn. Anh em câu mà sách cần đi nè, nhìn cái bát thôi là bao nổi nha. Đó, đây, dòng cần này, dòng cần có kit nha nè, có kit. Đây, cặp quan sẵn nè, đó, khỏi chê nha mọi người. Ngoại hình còn khá là ok, nó chỉ có xước sát nhẹ hoài điểm thôi nha anh em. Nó xước sát nhẹ hoài điểm. Rất là đẹp luôn. Thì cái này bộ phen là một phen bấm nha anh em, bộ phen bấm Fuji Xít. Bù bù chống sắn. Rất là ok luôn. Thì cái này dài 2m1, độ cứng ít nha anh em, độ cứng ít, độ cứng chuẩn cho anh em câu lóc bông săn hàng đi gừng u minh gừng tràm. Thì cái này nặng 163g, dài 2m1, đọt 2 ly 3. Cái này tải mồi từ 10.5g đến 84g, tải dây từ 12 14 đến 30 dB. Rồi giá cây số 22, giá là 2,2 triệu nha anh em, 2,2 triệu cây số 22. Ồ. Cây số 22, ờ cây số 22 giá là 2,2 triệu nha mọi người. Tiếp theo cây số 23. Cây 23 em lên cho mọi người là một dòng cần của Minecraft, nhưng mà dòng cần này dòng cần của Kosa. Đây. Dòng cần này thì dài 2m1, vẫn là độc cứng ít nha anh em. Phen là phen micro. Đó. Carbon thì nó sẵn hai lớp nha anh em. Đây anh em có thấy. Bát là bát Fuji mai do grab, bát chuẩn nha. Đây, phôi sẵn da hai da nha anh em.
Rất là đẹp luôn. À, bu buộc chống sẵn phần phần micro phần xích. Ngoại hình cái này còn rất là ok luôn. Ngoại hình nó gây đâu đó tầm khoảng 93-94% nha anh em. Rất là đẹp luôn, không có xước sát. Không có xước sát nào nhiều cho mọi người. Xước sát lớn không có. Phôi phôi sân ít hay da. Mình thấy rất là đẹp. Bát là bát Fuji. Thì cái này dài 2m1, độ cứng ít, đọt là 2 ly 3, nặng 145g. Thì cái này tải mồi từ 10.5g đến 84g, tải dây từ 14 đến 30 lb. Giá cây số 23, giá là 2.5 triệu nha anh em, 2.5 triệu cây số 23. Thì cái này của anh em tính giá thiệt là khỏi chê rồi đó. Hết chê và đau lực hết. Tiếp theo cây số 24. Thì cây số 24 lên cho người một cái dòng cần nội địa, dòng cần của Daiko anh em. Đây cô nhé. Thì cái này dài 1m8, độ cứng M. Để soi ngoại hình. Đây, đây cô. À, dòng này dòng cần của Japan nha anh em, dòng nội địa Nhật. À, khoen là phen xít hết nha. Phen xít. Phôi là bao đẹp này. Đó. Dòng cần đây cô, phôi đây cô là khỏi chơi. Bát quận Fuji. Phen là phen Fuji. Ngoại hình thì nó rất ít xuất sắc. Ít xuất sắc. Thì vẫn có một điểm, một vài điểm đi ti phen xít nha anh em, phen xít hết nha, bu bu chống sắn. Thì anh em câu nháy hơi nhá thiệt, muốn xây chuyển qua hai loại thì lấy mấy cây đột cứng M này nè, đánh dãy mồi nó ngắn, dãy mồi nó không cao nhưng mà anh em có thể đánh được nháy hơi được, đánh nhá thiệt được đó. Đa phần mấy cây ít này nè, mấy cây ít này thì anh em khó thể đánh nháy hơi lắm vì nó cứng, cái độ nảy nó quăng mồi của nháy hơi á, bay nó không xa. Thì cái này nặng là 100 nặng là 128g, đọt 2 ly và 1m8. Thì cái này tải mồi từ 7g đến 21g, tải dây từ 10 đến 16 lb. Giá con cây số 24 giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cây số 24. Tiếp theo cây số 25. Thì cây số 25 lên cho mọi người là một dòng cần rất là thương hiệu luôn, rất là nổi tiếng. Thì một dòng cần của Daiwa. Đó. Thì dòng này dòng hit lên nha anh em. Thì những cây hit lên đời cao bây giờ giá ra tầm khoảng 10 triệu đến từ 8 triệu đến 10 triệu ăn lên thôi nha mọi người. Đó, dòng cần này dòng cần đời cũ rồi. Đó. Thì em biết sao thì em sẽ khai báo anh em vậy. Thì phôi phôi vẫn là phôi carbon. Thì dòng này cần này gắt là mới luôn. Đó, lấy tại cửa hàng nha anh em. Hit lên đây qua. Phen là phen Fuxit chân cạc đen nha mọi người. Phen Fuxit chân đen. Bù nó đây. Fuxit nha mọi người. Dòng Hitland này thì rất là nổi tiếng rồi đó. Em này Hitland. Thì cây này được sản xuất tại Thái Lan. Thì dòng Thái Lan sản xuất thì khỏi chơi đó. Thì cái này độ cứng MH, nó lua từ 7g đến 28g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Đó, mã code đầy đủ. Thì cây này dài là 1m98, đọt là 1 ly 9, nặng là 125g. Rồi giá công khai số 25, giá là 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu một cây 25 về cho anh em săn hàng. Đó, cần rất là đẹp nha anh em, một cái thương hiệu rất là thương hiệu luôn. Cái móp này còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Rất là ok. Đây qua. Rồi cây số 25 giá là 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu 25. Tiếp theo cây số 26, 27, 28. Là vẫn là một cây tay qua thì chung một nhãn hiệu Balazon. Thì cây số 26, cây số 26 là một cây cần Balazon. Thì dòng này dòng phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji bấm. Đó. Phôi phôi xanh ít nè, bát là bát tay qua đời cao. Anh em, bát tay qua đời cao. Đây. Rất là đẹp luôn. Cán là cán hai khúc đây. Carbon sáng hết nha anh em, sẵn từ tới tinh ngọn luôn. Anh em thấy đây, sẵn tới ngọn nha, bu bu chống sẵn nha mọi người, bu bu chống sẵn. Thì cây Balazon này thì dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Rất là đẹp luôn. Khỏi che đâu được. Thì cái này nặng là 100g. Đọt 1 ly 8 và 1m98. Thì cái này độ cứng M nha anh em, độ cứng M. Thì cái này tải mồi từ 5.25g đến 17.5g, tải dây từ 10, tải dây từ 7 đến 16 lb.
giá cây công khai số 26 giá là 2 triệu anh em, 2 triệu 26, thế này đầu cứng M nhá. Thôi là khỏi chê đâu được hết đó. Thôi giống dòng này giống dòng của Atra nha nè, dọc rất là đẹp luôn nha mọi người. Phôi sáng từ đất tới ngọn luôn. Tiếp theo cây số 27 và cây số 28. 27 28 là một cặp nha nè, một cặp giống nhau. Balazon sẵn từ đất tới ngọn, độ cứng MH dài 2m01. Bát là bát đây qua, fan là fan Fuji bấm bù bù chống sắn đây, sắn đây, sắn tới ngọn luôn. Đây qua nha nè, dòng này thì em lấy từ Nhật về nhé, rất là đẹp luôn. Xước sát thì hình như là không có luôn nha mọi người. Xước cho này một tí nè, đó, xước dầm thôi. Độ cứng MH dài 2m01, nặng là 115g, đọt 2 ly 5, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 27 giá vẫn là 2 triệu nha nè. Tiếp theo cây số 28 thì cây số 28 vẫn vậy, giá 2 triệu, carbon sân ít từ đất tính ngọn, dài 2m01, cứng là MH, tải mồi từ 7 đến 21g, rất là đẹp luôn, bù bù trong sắn. Fan là fan Fuji, dọc Fuji bóm bao đẹp này. Thì cái này nặng là 115g, dài 2m01, đọt 2 ly 2, tải mồi từ 7 đến 21g, đầu cứng MH. Rồi giá công khai cây số 28 giá quan là 2 triệu. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 29 thì cây cuối cùng 29 em lên cho mọi người là một cây Abu. Đây dòng Abu, thì dòng Abu này, dòng Abu foil là foil carbon nano đây. Đó. Có định vị nè, độ cứng M, dài là 1m98 nha nè, dài 1m98, carbon sắn, bát là bát Fuji, fan là fan Myro, fan Fuji Myro, foil sắn khỏi bàn. Đó. Vì là foil nano ấy nè, rất là bền luôn, bền nhẹ, bù bù chống sắn. Đây foil là foil sắn nè, thế này foil của mấy dòng Abu này khỏi chơi rồi. Rồi là nhắm tay luôn nè, cái này không túi nha nè, không có túi. Thì cái này nặng 117g, đọt 1 ly 7, dài 1m98, tải mồi từ 5.25g đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 29 giá là 2 triệu 4 nha nè, 2 triệu 4 cho cây số 29, cực kỳ đẹp luôn. Giá này về anh em câu cá lóc, là dạng này về anh em câu cá lóc và cá lóc gì thua luôn á mọi người. Rất là ok, chiên cao lóc nha nè, đây định vị rõ ràng, rất là đẹp. Rồi đó, tổng cộng 29 cái cần em lên cho hôm nay. Nếu anh em mừng cái nào chốt em lại, số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.